Xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình lại đi bãi nhặt tiếp được hai con B6000. Đây là hai cái đuôi của nó, bỏ riêng ra ngoài này, một đuôi. Đuôi xé bợ nhá. Đây là đuôi xé bợ đúng của B6000 này. Hai cái đuôi này thì nó hơi xấu rồi. Đuôi bên đây thì còn đẹp hơn. Tất cả đều là sen giữa hết. Để sen giữa thì nó phù hợp với anh em chế cái món mà lên luống các thứ thì nó hay. Nó rất là dễ chế luôn. Con này cũng xin giữa này. Con này còn đẹp. Rồi mình quay qua con máy nha. Bên đây thì còn một đống phụ tùng của ông chủ bãi. Đích số cầu trước gì đủ kiểu hết. Đây là hai con B6000 đi. Đây mình xem nha. Quay xếp đích đùi này. Đuôi số mâm lớp. Con này thì lớp xấu rồi. Tì đầu gai hết rồi. Nhưng mà lớp này chắc cũng không đắt tiền lắm. Con bên đây thì lớp còn rất đẹp luôn. Gai rất là cao, rất là liền luôn. Không bị răng, bị nứt gì. Cao su còn dẻo. B6000. Máy móc mấy con này còn khá. Nhìn hình thức bên ngoài thì còn được. Mấy con này chịu khó mà rửa ra vệ sinh sạch sẽ thì nó còn cũng tương đối. Nó không đẹp bằng ba con hôm trước, trong cái video trước của mình làm. Mà con kia thì mình bán rồi, bán về Hải Phòng cho anh Tuấn Hải Phòng rồi. Qua con bên đây xem. Tất cả đều là đời hai cầu hết nhé anh em. Con này máy móc cũng còn tương đối lắm. Cầu trước soi dưới nhé. Cầu trước hai bộ mắt trâu, các cái bộ mắt trâu là còn khô ráo sạch sẽ hết nè, chưa xì phốt nè. Đa số mấy loại cầu mắt trâu này thì nó cứ hở phốt ấy. Nó hỏng phốt thì nó xì nhớt nhiều lắm, nhìn là biết ngay thôi. Này. Quay dưới gầm đến hơi tối một tí, anh em chịu khó xem giúp. Này thì hai con này thì không có chắc bằng hai ba con trước. Ra xem ở dưới gầm này, cầu trước đây, gầm đích số đây, hiện trạng hai con này thì hàng bãi về chưa nổ máy, chưa gì hết. Anh em thợ thì mình chỉ bao lăn máy, bao số, bao máy lăn thôi. Còn nếu mà anh em người dùng á, cần dọn dẹp lại để sử dụng luôn á, nổ máy sử dụng á, thì thêm ít tiền công thì mình làm được hết. Hoặc là mình thuê thợ ở đây làm vẫn bình thường. À, mình nói thêm một ít nữa. Ở đây có ông chủ bãi, ông còn một đít số đít nè. Còn một cái đống cầu sau nữa, cầu trước nữa. Anh em có cần phụ tùng gì thì mình chỉ điểm cho đến mà mua. Cũng không rõ đời là mấy con này, mấy con TU này. Đây là đít Ishiki TU này. Cabo dè, đuôi sới. Ôi lung tung thứ hết ạ. Hàng giả mà.
Mình kết thúc video đây. Anh em có nhu cầu cần dùng thì cứ liên hệ cái số điện thoại là cái số điện thoại 0903040530, nằm ngay trên cái tên của cái kênh của mình ấy. Xin chào tất cả anh em ạ.